Hello anh chị và cô chú. Hôm nay vườn đem lên 30 mấy phao măng cầu chín. Và ở đây là măng cầu sống. Măng cầu này để ship đi. Cái này măng cầu, trái này rất là to. Cái này trái này hơi nhỏ nè. Cái này size jumbo không à. Này, đã không? Có trái này nó sắp chín rồi. Một trái này là phải một phao luôn đó. Trái này nặng ơi là nặng luôn. Đã lắm, đẹp thôi là đẹp luôn. Con trái này to to không à, rất là đẹp. Cái này thì khách dặn hết rồi, cái này để ship đi đó. Còn cái này để chín cây nè, cái này chín cây đó. Cái này là 10 đồng một phao ha, chín cây luôn, rất là to đó. Nhận trái này là 10 đồng ha. Nếu anh chị cô chú mà thích thì ghé em ngày mai pick up nha. Mấy cái này không có ship được, cái này chỉ có pick up only nha. Rồi chín cây luôn. Rồi trái này nó mềm lắm rồi. Cầm không có cẩn thận là nó bị tróc cái vỏ ra liền. Đó. Mấy chị cô chú mà thích ăn chín liền thì ngày mai ghé em nha. Trái bự rất là dai, ngọt nữa. Cái này chỉ có 10 đồng một bao thôi. Trái to kinh khủng luôn nè. Cái này là vỏ nó bị nứt ra nhưng mà nó vẫn trắng và ngọt nha. Trái to lắm. Cái này một trái chắc phải gần một phao, hai trái là phải một phao rưỡi á, rất là to. Còn cái này nữa nè, bên này còn có mấy trái nữa nè, đẹp ghê gớm không. Trái này đẹp ơi là đẹp, trái này cũng mềm luôn rồi. 5 phao mà được 6 trái, 1 2 3 4 7 trái, cái này 7 trái thôi á, con muỗi nó cắn. Đây 5 phao là 7 trái nè. Đó. Đây nữa. À, ở đây cái này là thùng chính này là được 30 phao, 28 phao thôi. Còn cái này là được 30 phao nha. Nếu anh chị cô chú mà muốn pick up thì nhắn cho em nha. Thank you.